Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 2 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lệch về phía đông, cùng với các tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ, thời tiết tỉnh Quảng Ninh sẽ chuyển nhiều mây và ẩm ướt hơn, nên nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng rét tại hầu khắp các khu vực trong tỉnh trên đất liền cả ba khu vực là miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long. Tiết trời chủ đạo đều là âm u, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác trong ngày, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 18 độ tại các địa phương miền Đông và thành phố Hạ Long. Còn tại Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên là khoảng từ 16 cho đến 19 độ. Tiết trời mưa rét rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể để tránh bị cảm lạnh. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cũng tương tự như các khu vực đất liền. Gió đông bắc cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, trời rét với nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 17 độ. Do có mưa nhỏ nên tầm nhìn xa giảm từ 10 km xuống dưới 2 km, có thể gây trở ngại cho các hoạt động trên biển. Vừa rồi là thông tin về tình hình thời tiết tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Tại khu vực Đông Bắc Bộ, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ gia tăng hơn và duy trì trong cả ngày mai. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Khu vực Trung du và vùng núi vẫn rét đậm, rét hại. Riêng các tỉnh thuộc Tây Bắc, ngày mai trời vẫn có nắng và ấm áp hơn với nhiệt độ phổ biến từ 23 cho đến 26 độ. Đêm nay và ngày mai, thời tiết miền Trung tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vẫn có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 20 cho đến 27 độ. Còn khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, ngày mai cơ bản sẽ có nắng giáo, trời khá nóng với mức nhiệt duy trì ở mức từ 28 cho đến 31 độ. Với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày mai hầu như sẽ hết mưa, trời nắng giáo cả ngày nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên giao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ phổ biến ở mức từ 32 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Trên biển không khí lạnh suy yếu nên cường độ gió trên các vùng biển nước ta, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa đều giảm dần, chủ yếu chỉ ở mức cấp 5 nên không còn nơi nào có sóng cao và biển động. Đáng lưu ý ở khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trong một vài ngày tới, tầm nhìn xa giảm thấp xuống chỉ còn dưới 1 km nên tàu thuyền hoạt động tại đây cần lưu ý để đảm bảo an toàn.